Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đầu Dò. Mình là viên tàu lao trả bế đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tuli. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn yêu quý và thích Đại Lâm, và những người không thích Đại Lâm cũng luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đại Lâm làm cái clip này để nói về một vài vấn đề mà các bạn cũng nhiều người thắc mắc này kia, gọi là không được thoải mái và đơn giản lắm. Đại Lâm sẽ nói về cái vấn đề cáp kèo này nọ đủ thứ nha. Thì các bạn cũng biết rồi đấy, Đại Lâm là người làm YouTube, Đại Lâm làm về kênh bóng chuyền phổi là chính, cho nên Đại Lâm phải tìm kèo này nọ để cho những trận đánh sẽ có thể xảy ra và quay lại cho mọi người không được đánh sân xem trực tiếp, thì những người ở rất xa họ có thể xem lại những xích banh hay, đơn giản là như thế. Thật sự mà nói nha, trước khi những cái kèo anh em này gặp gỡ anh em kia, và Đại Lâm sẽ lấy thông tin của người này và lấy thông tin của người kia và cân kèo lại với nhau, kết thúc cuối cùng lại quan trọng là hai người thống nhất đồng ý với nhau thì có thể đến với nhau giao lưu nha các bạn. Còn một người đồng ý, một người không đồng ý thì cũng không có thể kèo xảy ra. Các bạn nên nhớ một điều đó nha. Còn Đại Lâm không có thiên vị ai và không có binh bỏ gì ai. Đại Lâm cũng không mang được đồng bạc, đồng xu gì ở đây nha các bạn. Nên nhớ điều này nha. Các bạn nên nhớ kỹ lề điều này lại nha. Đại Lâm làm YouTube đứng chính giữa là một cây cầu nối, những anh em đến với nhau và giao lưu với nhau nha. Đại Lâm không có đồng bạc đồng xu nào dính líu ở đây nha các bạn, cho nên hãy hiểu rõ về điều này nha. Thí dụ như kèo của Trọng Chim và Chí Thống nè, thì hai bên đã đồng ý và thống nhất với nhau, thì giữa một bên này bên kia còn lấn cấn sân bãi này kia, thì cho nên chọn một cái sân trung lập là ok giữa kèo Trọng Chim và Chí Thống nha. Còn kèo của Chắc Sầu Riêng và Khang Libero miền Tây An Giang, đặc biệt Khang có nói một câu như thế này nha: nếu Chắc Sầu Riêng có thể về miền Tây An Giang thì bầu bì của bên Khang Libero nha, bầu bì của Khang Libero sẽ cho Khang chơi kèo này với Chắc. Còn nếu như Chắc không đồng ý xuống miền Tây An Giang thì thôi, đó là cái quyền của Chắc, không ai ép nha các bạn. Cho nên các bạn hãy hiểu và nhớ về điều này nha. Còn giữa kèo Lam Trắng Bàn và Mỏ Hồng Lùm Xùm nha, thì các bạn cũng nên nhớ nè, Đại Lâm cũng có nói chuyện với Lam Trắng Bàn, và Lam Trắng Bàn muốn đôi công với Mỏ, học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng mà đặc biệt Mỏ phải vào Nam thì mới có thể chiến đấu được nha. Cái nào nói trước nha. Thí dụ như Mỏ không đồng ý vào Nam thì không có điều gì xảy ra các bạn à. Nếu như Mỏ cảm giác khả năng của mình, thí dụ đi giao lưu cọ sát thêm, thì đó quyền của Mỏ, tự quyền quyết định của Mỏ, chứ không ai cấm cản được Mỏ. Nhưng theo Đại Lâm nghĩ nha, nếu Mỏ vào Nam cáp kèo và giao lưu với những anh em miền Nam thì rất nhiều anh em miền Nam có thể là phụ cho Mỏ, đứng về bên phía Mỏ, bắt chuyền 1, chuyền 2 gì đó. Ôi, rất nhiều người có thể đứng về phía Mỏ. Cái đó là Đại Lâm có thể khẳng định về điều này là có nha các bạn nha. Chứ không phải là cần Mỏ bê nguyên cái ekip từ Hà Tĩnh, Nghệ An gì vào nha. Để đây là nói là sự thật như thế. Những anh em miền Nam ở đây nếu thích cũng sẵn sàng vào phụ cho Mỏ
giao lưu với anh em miền Nam. Không có gì khó nhất các bạn. Cho nên các bạn hãy nên hiểu, nhớ kỹ lại nhé. Để Lâm là người làm YouTube về kênh bóng chuyền thổi là chính, cho nên Đại Lâm phải tìm kèo, cân kèo và lấy thông tin của tất cả mọi người với nhau. Nếu hai bên có sự đồng ý thống nhất với nhau thì đến với nhau. Còn không được thì thôi nha các bạn, không ai ép ai nha. Và Đại Lâm không có ăn đồng bạc, đồng xu nào ở trong đây nha. Các bạn nên nhớ về điều này nha. Có nhiều anh em vào bình luận comment nói này nói kia thì là chuyện của anh em. Nếu anh em không hiểu được Đại Lâm thì là chuyện quá bình thường, Đại Lâm cũng không trách móc về điều này. Hiện tại bây giờ là mùa dịch, không biết khi nào để hết dịch. Hiện tại bây giờ không có những trận đấu hay và những trận bóng hay để cho các bạn được trực tiếp đến sân xem. Và Đại Lâm cũng quay lại những thước phim cho rất nhiều anh em ở xa không được xem. Cho nên Đại Lâm làm những cái clip như thế này. Nếu các bạn cảm thấy đam mê bóng chuyền phổi hoặc là cái điều gì đó, các bạn góp ý xây dựng thoải mái, đơn giản. Những điều gì hay, Đại Lâm sẽ học hỏi. Đại Lâm sẽ rất biết về điều này. Rất cảm ơn các bạn về điều này. Còn có những các bạn đâm thọc hay cái gì này kìa, Đại Lâm cũng không bao giờ trách về điều này. Tại vì các bạn chưa hiểu hết Đại Lâm như thế nào. Ok, đơn giản là thế. Nói tóm lại một câu, Đại Lâm đứng chính giữa cáp kèo và cân kèo, không ăn đồng bạc đồng xu gì trong đây cho các bạn biết nha. Không đồng bạc đồng xu nào hết. Quan trọng là hai đối thủ gặp nhau và đồng ý thống nhất với nhau, địa điểm như thế thì đến với nhau giao lưu. Còn không thì coi như trận đấu không có thể tiến hành tới. Đơn giản là như thế. Các bạn hãy đơn giản và thoải mái lên nhé. Một lần nữa Đại Lâm xin chúc cho mọi người yêu quý và không yêu quý Đại Lâm luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại bây giờ dịch bệnh giúp nhau còn không hết nữa các bạn à. Ở đó đâm thọc chọc gậy bánh xe làm gì đây các bạn, được cái gì. Ok men, vô hàng. Chúc mọi người luôn bình an sức khỏe, đơn giản, dễ hiểu, nhanh gọn.